Chào mừng các bạn đến kênh của Hiếu Nguyễn nha. Hôm nay mời mọi người cùng Hiếu Nguyễn về vùng quê của Trà Vinh để tham quan một loại trái cây rất là sai trái các bạn. Quê mình thì hiện giờ đang vào vụ lúa đã xong, đang chuẩn bị một mùa vụ mới, có đồng nước rất là mênh mông các bạn, cảnh bình minh rất là đẹp ở quê mình nha. Rồi mời mọi người cùng tham quan với Thế Nguyễn nha. Hey, các bạn, đến hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một loại hình trồng dừa rất là sai trái các bạn. Bạn thấy không, là cái dừa sim dây này là rất là sai trái, để mình review lại cho các bạn xem nha. Dừa sim dây hay còn gọi thường gọi là dừa ẻo đó các bạn. Bạn đang xem đó là dừa ẻo. Hôm nay mình có tình cờ đi về huyện Trà Cú của Trà Vinh, ngay vườn dừa rất là siêu trái, nên là mình đã quay lại cho giới thiệu các bạn nha. Và dừa sim dây thì các bạn thấy rất là sai trái phải không nè. Và dừa sim dây thì uống nước rất là ngọt, đặc biệt là cơm cái của trái dừa sim dây rất là ngọt các bạn. Và dừa sim dây nhiều trái nên là các bạn thấy là có nhiều trái thì to và nhỏ không à, tại vì sai trái thì nên là cái năng sức nó phát triển chưa đều các bạn, tại vì nhiều trái quá. Và hiện nay mình thấy ở nơi người dân nơi địa phương là trồng loại dừa sim rất là nhiều, đặc biệt là dừa sim dây. Ở đây dừa sim dây người ta còn gọi là dừa ẻo, và dừa ẻo này là rất là dễ tính, là giống dễ tính, không kén đất, thích hợp rất là, trồng rất là tốt ở cả khu vực miền Trung và miền Bắc luôn các bạn. Và đặc biệt đó, các bạn đang xem là cây dừa ẻo á, là có hai loại nha các bạn, hai loại màu sắc. Thì các bạn đang xem đó là dừa ẻo xanh, còn một loại dừa ẻo nữa là dừa ẻo đỏ, hay còn gọi là dừa sim đỏ, hay còn gọi là dừa sim xanh. Mình nói thì bạn để các bạn nắm được nha. Ở đây thì chú nhà vườn đã cũng trồng thêm các loại dừa sim dây ở khoảng trống đến giữa, và mỗi khoảng gốc thì rất là xa phải không bạn, khoảng 5 mét. Loại cây dừa sim dây này cho trái quanh năm các bạn, chúng ta thu hoạch là liên tiếp nhau luôn nha. Và hiện nay thì các bạn đã biết là có nhiều ý kiến cho rằng dừa sim dây thì không có xuất khẩu được, thì ý kiến đó rất là đúng, tại vì bạn thấy là dừa sim dây thì nó rất là nhỏ, nhưng mà đặc biệt ở đây là người dân ở địa phương và các gọi là thành phố thì rất là thích uống dừa sim dây các bạn. Và đặc biệt nếu mà bạn nào yêu thích dừa nhiều trái thì có thể trồng dừa sim dây này để trải nghiệm, rồi và thưởng thức dừa này rất là ngon các bạn. Thấy không, cái dừa này rất là siêu trái, rất là trái rất là to. Đây là trái dừa nó còn nhỏ, các bạn có thể là sức lớn còn thể lớn ở đây á. Là thứ hai cũng cho mình biết thêm là trái dừa này là thứ hai sẽ có thể mặc nó ra khoảng 100 trái ngoài, khoảng 100 trái luôn, có khi nhiều hơn là 100 trái ngoài. Nhưng mà thứ hai bán lẻ ở đây á, là người dân địa phương ở đây uống á, tức là thích uống và mua có thể là bán thứ hai bán là 2.000 đồng một trái, nhưng mà nghĩ là và cái năng suất rất là cao, nên là mình bù lại nó nhiều trái mình bán như vậy thì cũng cũng không thua, cũng không kém gì các loại dừa khác nha các bạn. Nhưng mà ở đây người dân rất là thích uống, tại vì nước rất là ngọt, và cái có thể là một lần có thể là một trái có thể chặt thành một ly nước các bạn.
khoảng nửa ly chứ, nửa ly nước, và chúng ta bỏ đường và nước đá vô thành 1 ly thì chúng ta có thể thưởng thức là được rồi. Cái nước rất là ngọt nha, nên là người dân ở đây rất là thích uống loại dừa sinh dây này. Thì ở đây dừa sinh dây này rất là nhiều trái, thấy không, là một ngoài có thể là nhiều trái lắm. Rồi chúng bây giờ mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem cái dừa sinh dây này như thế nào nha, mà các bạn tham quan tiếp với mình nha. Đây rồi, mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Cái dừa này thì rất là nhiều trái, bạn xem thấy không, là mỗi cây này, cây này thì ở bên đây á, thì đây nè, dấu này đã dấu chặt rồi nè, bạn thấy không, là bên đây cũng có dấu chặt luôn nè, nên đã trống rồi nè. Đó. Rồi ở bên đây thì lại có một cái nữa, quà này hơi nhỏ nên là chưa có chặt, nên là trái, mà thấy không, là một quà này có rất là nhiều trái. Quay cho bạn xem. Người ta gọi là dừa này gọi là không có kế hoạch sinh sản luôn đó, kế hoạch gia đình luôn đó nha. Rất là sai, mà nói cho vui nha các bạn, thì rất là sai đó. Bây giờ mình quay tiếp cho bạn xem nha. Dừa này rất là sai, đi tham quan các bạn xem đây. Dừa hẻo có tên khoa học là Cocos nucifera, còn tên địa phương gọi dừa là dừa ẻo, hay còn gọi là dừa sim dây các bạn. Và đặc biệt là dừa, trái dừa ẻo hay gọi dừa sim dây là làm thức uống, là giải khát và bồi bổ dưỡng sức khỏe rất là tốt, vì nước dừa có nhiều đường glucose, rồi có nhiều chất, nhiều đạm chất và nhiều vitamin C và B1 và chất khoáng các bạn. Nên cái nước dừa được người dân địa phương ở đây rất là thích uống, vì chất lượng dừa rất là ngọt và rất là ngon. Bạn thấy không, là trái rất là sai. Về sức lớn của nó thì rất là to. Nếu mà một hoài mà có trái khoảng 40 trái thì trái rất là to luôn. Còn khoảng là một hoài nào khoảng 100 trái thì nó sẽ trái hơi nhỏ hơn. Tại vì nuôi nhiều trái thì nó phải ít nhỏ hơn, phải không các bạn? Và dừa ẻo hiện nay là có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao các bạn, là nếu mà chăm sóc mà tốt khoảng 25-30 năm luôn các bạn. Và đặc biệt dừa sim dây này có tán nhỏ, nên chúng ta có thể trồng với các loại cam, quýt, cacao để cùng khai thác các chuỗi sản phẩm chung với dừa đó các bạn. Bạn thấy là trái rất là sai không bạn? Mình rất là thích thú khi về đây không ạ? Sau lưng mình là cây dừa sim dây á, thì có nhiều ý kiến rằng là dừa sim dây thì hơi nhỏ, nước ít, nên có nhiều người thương lái thì không mua. Nhưng mà mình thấy ở đây người dân ở An Quang Hữu rất là thích uống dừa sim dây này các bạn. Rồi để đợi mình sẽ hỏi thím hai coi. Thím hai ở đây thì cũng là trồng dừa và bán dừa nước luôn, để xem coi, hỏi coi ở đây giờ thím hai bán dừa và bán giống, rồi để cái ý kiến nhiều người cho thế nào nha. Rồi chúng ta cùng nhau đi lại hỏi thím hai coi thế nào nha. Hỏi dừa thím hai cây dừa sim dây nó uống như thế nào, đi nào. Dừa này bán thím hai bán nhiêu trái dừa thím hai? Dạ bán cho nó có 2.000. Này giờ mua nhiêu? Dừa sim dây hả? Sim dây hả? 25 ngàn. 25 hả? Con này đang mua dừa sim dây 25 ngàn. Ủa? 25 trái 3 ngàn. Trái 2 ngàn hả? Ờ. Dừa này tuy nhỏ nhưng mà cũng nước rất là nhiều. Rồi, 13 trái đấy. Rồi. Rồi, đưa thêm 20 mới đủ. Để thêm 2 chặt cho trái. Thì cho mình quay. Thì thế này mọi người thấy không, đâu phải là dừa nhỏ mà cũng nhiều người ở chỗ ha. Hai em trai này mua về uống nè. Vậy cái này dừa này mình bán lẻ hả thế mày? Bán
lẻ không, mà con đi đến nay đi chợ bán. Mọi người thấy không? Cái này nó nhỏ quá, lái nó không có. Lái nó không có mua. Ủa dừa này là lái nó không mua hả? Rồi hả? Thứ hai đi chợ bán lẻ rồi, đâu đâu kinh uống thử rồi thứ hai bữa cá cho. Mọi người thấy không? Là ở đây là dừa sim dây của thím hai nè. Của con đó. Dừa, hút vô. Bì với viên ly trà đường đó. Của con 27 ngàn. Của con 27 ngàn. Dừa dứa. Còn thằng này 23 ngàn. Đó, thế mà ở đây có nhiều dừa nè. Đó. Đang làm đó vậy. Thôi để chút xíu quay tiếp. Sao không? Con muốn rồi chưa? Cái này thứ hai bữa cái cho dạ. Cho con quay. Cái này là dừa gì thím hai? Dừa cái này là xim xanh đó cưng. Dừa xim xanh. Xanh. Mà ở đây dừa thím hai là có mấy loại dừa lận? Thím hai thì cũng 4-5 loại lận. Dừa xim dây nè. Rồi dừa này dừa xim lục hả? Xim lùng. Rồi xim lục. Xim lục. Rồi xim tâm quang. Rồi xim tâm quang hả? Rồi xim dứa. Mà thím hai là thấy loại dừa nào mà bán được nhất, người ta phá nhất thím hai? Thím hai thấy cái nào cũng bán được hết trơn, cái gì hả, mình tới đợi cái gì mình cái nào già mình đốn vô cũng bán được hết trơn nè. Dạ. Tại thím hai trồng là để bán nước hay là người ta mua giống rồi người ta phải giống hả? Thím hai á hả, cũng như là cái nào tốt thì thím hai để giống. Dạ. Cái nào như dạng lá cháy dài xuống gì nè. Dạ. Mình chặt ra đây mình bán thì ai mua thì mình bán nguyên trái, còn ai không lấy thì dạ. mình chặt ra ly. Dạ. Cái vậy đó. Đang thấy thím hai bán dừa tươi là người ta thích uống nhiều ha. Ừ. Đây bán dừa tươi được lắm. Dạ. Dừa nhỏ xíu luôn kìa. Đó, bây giờ mình uống thử coi. Đây, ở đây là trái dừa sinh dây của thím hai ở luôn người ban các bạn. Xã này vừa thứ hai vừa bán vừa nước nè. Ở đây thì lái thì người ta không thích, nhưng mà người dân ở đây thì rất là thích uống. Thứ hai cũng mới chặt cho mình trái để uống thử nè. Như thế nào nè. Trái này cũng nước cũng nhiều mà nó rất là ngọt nè. Mà trái này đổ ra là khoảng nửa ly không thế mày? Nửa ly không? Cái ly này chắc không tới nửa ly đâu, chắc cỡ chừng phần ba. Này chắc làm bán ly nước chắc được à? Cái này nhiều nước đây với mình để đá vô là được không? Đây là dừa, làm thấy không? Một trái dừa này nè mà bỏ nước đá với đường vô là uống có thể làm thành một ly. Thấy ở dừa phía sau lưng này là dừa thế mai trồng đó là xà trái ha. Cái đó là xim lửa đó. Dạ, xim lửa hả? Cái đó là xim lửa. Đây là thôi, thím hai bán giống đó mọi người. Đó. Rồi mình bạn nào thích thì mua giống về trồng đi là uống nước ngon. Này vừa xim dây là khoảng một bồ là khoảng 100 mấy trái không thím hai? Khoảng 100 trở lại à. Cái quầy chắc tất cả 100 mà. Thì giờ bán cũng bộn rồi nè. Nãy giờ thím hai là bán cũng bộn rồi đó. Bán vừa này là một quầy này thím hai vào để bán lẻ các bạn. Mà thím hai bán ở đây rồi bán ngoài chợ nữa hả? Bỏ nghe nói nãy nói là ngoài chợ nữa. Thì thứ hai sáng là đem ra chợ bán hai quầy. Dạ. Hai quầy rồi những giờ này mình chặt vô ai lại mua mình bán, ai hỏng mua sáng mình đem đi chợ. Mà thấy uống một trái về vừa chứ. Đây đây thứ hai chặt con nha. Có lẽ là tưng uống là hai trái là vừa. Sức mình uống hai trái. Rồi để xem thứ hai chặt thế nào nha. Đây cái gáo nó bị lớn nè. Nè mọi người thấy không? Là cái vừa sinh dây là cái gáo còn nhỏ vậy nè. Đó mọi người thấy không? Nè không? là cái trái này rất là ngon. Tại nó nhiều trái quá nó bị lớn chứ theo mà nó chừng 40 trái nó bự lắm. Chà tại vì nó nhiều trái quá phải không? Nó nhiều trái á, nó hơi nhỏ chứ mà nó chừng 40 trái nó bị lớn lắm nè. Ồ này. Dạ dạ. Thì quay về này con. Dạ bà này. Nè, nó chừng 40 trái nó bị lớn rồi cưng. Ủa này là cái gì cũng cái có này, hả? Xim xanh mình á. Xim xanh hả? Đều, hả? Cái quầy này cả trăm á. Quầy này chỉ cả trăm quá. Quá trời nè. Khiếp thiệt chứ. Đó, các bạn hồi nãy mình quay cho bạn xem là cái ý kiến uống dừa sinh dây. Các bạn nhiều người ý kiến thì nói dừa sinh dây nước ít nhỏ, nhiều người không ưa chuộng, nhưng mà thực sự là người dân ở đây là rất là thích uống dừa này.
và có thể làm để nước uống, tức là ưa chuộng ở đây ha. Rồi thứ hai là chiên bán dừa nước ở đây thì có nhiều người rất là thích, nên là dừa này thì mình thấy cũng là sở thích của từng người thôi. Đó là mình cho giới thiệu các bạn clip này để mọi người tham khảo về dừa nha. Nếu các bạn thấy thích thì hãy bấm like và chia sẻ để nhiều người xem ha. Rồi chào tạm biệt, để bạn hãy like để xem nhiều clip mới của mình nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha, tạm biệt, chào các bạn.